Hoàng Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Qua năm mới 2022 thì Hoàng Sơn lại tiếp tục cập nhật những mẫu nhiệt kế đời mới và hiện có ở thị trường Việt Nam ha. Và đây là những mẫu mà được nhiều người tin dùng, đó là của hãng Myrolite Thụy Sĩ ha. Thì nhiệt kế mà chúng ta biết á, để đo thân nhiệt cho cơ thể ngày xưa là hay xài nhiệt kế thủy ngân, nó nhỏ xíu như vậy nè, tầm khoảng mười mấy ngàn thôi. Nhưng mà do nó thủy ngân nó rất là độc nên là bây giờ người ta không có xài nữa, sợ vỡ bể nguy hiểm. Rồi sau này có những cái nhiệt kế điện tử que để mình kẹp nách thì giá của từng hãng vài chục ngàn cho đến 200-300 ngàn đó. Và hiện giờ một Covid thì bà con xài cái này rất là nhiều. Cái này thì ngày xưa chỉ xài cho phòng khám, ví dụ giống như loại nhiệt kế đo tay, và cái mẫu đó hiện giờ thì cũng ít người xài mà chuyển sang đo trán. Tại vì giá thành nó hơi cao một chút, nó tầm trên 1 triệu ha, từ 1 triệu đến 1 triệu mấy. Đó, có nhiều hãng thì nó sẽ rẻ tiền hơn, nhưng mà những hãng uy tín thì Hoàng Sơn mới giới thiệu đến cả nhà mình thôi. Cái này thì đo trán cách 1-2 cm, đo rất là nhanh và chỉ đo trong 1 giây, thì nó sẽ phù hợp đối với đo cho trẻ em nè. Và đặc biệt còn có thêm chức năng nữa là đo sữa hoặc là đo nước nóng khi tắm em bé. Và như một Covid hiện nay cả nhà mình biết là tất cả những nơi công cộng đều phải có một cái nhiệt kế như thế này đó, để mà khi khách hàng vào mình có thể đo để kiểm tra nhiệt độ. Rồi thì hai mẫu này là của Myrolite thì có gì khác? Cái mẫu này thì chắc cả nhà mình sẽ rất là quen thuộc rồi, và hiện giờ Hoàng Sơn cũng đang xài mẫu này tại vì cái này của nhiều năm trước rồi. Thì giá của hãng là 1 triệu cả nhà ha. Mã của nó là FR1MF1 nha, giá là 1 triệu, hàng chính hãng nha, sẽ được bảo hành 2 năm. Thì cái model này nó rất là quen thuộc với mọi người rồi, còn cái này thì đời mới thì có gì khác. Bây giờ Hoàng Sơn sẽ cùng khui cho cả nhà mình xem. Đây là cái mẫu NC200, giá của hàng chính hãng nha, 1.150.000. Hoàng Sơn cũng lúc nào khuyên cả nhà mình là xài hàng chính hãng để được bảo hành tốt và đảm bảo được cái hàng chất lượng nha. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra. Hoàng Sơn cũng có để số điện thoại ở bên dưới trong cái tiêu đề, nếu mà cả nhà mình có gì thắc mắc thì cứ gọi trực tiếp đến Hoàng Sơn ha, mình sẽ tư vấn. Ví dụ có những vấn đề là cách chuyển độ C sang độ F, hay là máy báo lỗi, hay là đo thân nhiệt như thế nào cho phù hợp đó. Có cài đặt ngày giờ, có rất là nhiều câu hỏi mà có thể cả nhà mình sẽ gặp phải, có thể liên lạc với Hoàng Sơn để Hoàng Sơn tư vấn thêm. Và đương nhiên là trong video Hoàng Sơn sẽ có từng video để hướng dẫn rất là chi tiết những cái mẫu model như thế này. Rồi đây là cái mẫu model trước ha, đó, cả nhà thấy nó rất là ngon đẹp nè, xài 2 viên pin 2A 3A nha. Rồi mình sẽ có một cái đế mình để vừa bảo vệ luôn cả cái đầu dò nè, cả nhà thấy không, mình che lại đó, nó sẽ không bị dơ, không bị trầy. Rồi cái mẫu này thì Hoàng Sơn rất là thích ở chỗ là nó chỉ có 2 nút nhấn báo trí trên đây, mở nguồn và đo ha. Và bên hông á, thì là một bên là chúng ta sẽ thấy là đo nhiệt độ môi trường và đo thân nhiệt cơ thể người, còn một bên còn lại đó là bộ nhớ ha, chữ M đó. Nên cả nhà mình chú ý ha, mình cài đặt ngày giờ xong rồi mình sẽ đo, mình sẽ để đúng chế độ cả nhà ha. Thì Hoàng Sơn có video chi tiết rồi của từng cái mẫu này. Rồi đây là cái mẫu thứ nhất, giá 1 triệu nè, còn cái này mắc hơn 150.000. Thì có gì khác? Thứ nhất là mình sẽ có một cái vỏ hộp bảo vệ rất là đẹp, cả nhà thấy không, rất là đẹp luôn đó. Nhưng mà bên trong cái máy này có một chức năng khá là hay, cải tiến từ cái mẫu cũ cả nhà ha. Này cũng xài viên pin 2 viên pin 3A luôn đó. Đây cả nhà thấy cái mẫu đó nè. Đối với mẫu model cũ á, thì nút nhấn sẽ được bố trí hai bên và ở trên, còn mẫu này thì chúng ta chỉ có 3 nút ở trên đây thôi đó, rất là gọn luôn nè, cả nhà thấy gọn đẹp không. Và cái điều đặc biệt của mẫu này là gì đó, là nó sẽ có thêm một cái sensor, cái đầu dò cảm biến á. Ví dụ cái mẫu kia thì mình sẽ để cách trán 1-2 cm, bấm cái tít sẽ ra kết quả. Nhưng mà lỡ mà chúng ta có để xa ra vậy nè, chúng ta bấm nó sẽ bị sai số cả nhà ha. Còn cái mẫu này nó tự động nghe, mình bấm nút đo, sau đó mình để từ ngoài vào gần tới trán từ 1-3 cm là tự động nó đo, nếu đúng vị trí, còn không đúng vị trí là không đo. Còn đương nhiên khi mà chúng ta chuyển sang chế độ đo sữa hoặc là đo nước hoặc là đo bề mặt vật thể gì đó thì chúng ta cứ dí vào đó và chúng ta bấm ha. Rồi thì cái này Hoàng Sơn cũng có cái video hướng dẫn riêng rồi. Vậy là cả nhà cũng biết là hai cái model này
nó có cái hay giống nhau đó ha, là mình sẽ đo rất là nhanh trong vòng 1 giây và bảo hành 2 năm. Rồi cái mẫu này thì nó sẽ có cả cái đèn báo và ví dụ giống như sốt thì nó sẽ báo đỏ, còn tốt thì sẽ báo xanh, và nó có tiếng bíp, hoặc là ví dụ như ở ngoài á, chúng ta nghe tiếng bíp nó sẽ cảnh báo bằng tiếng bíp, còn nếu mà khi em bé ngủ thì chúng ta sẽ tắt tiếng bíp đó đi. Cả nhà ha, đây là hai mẫu của Myrolife. Rồi nếu mà có gì thắc mắc thì cả nhà mình cứ xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 giây nha. Hoàng Sơn có để số điện thoại bên dưới, hoặc là cả nhà mình gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn. Ngoài nhật kế nè, Hoàng Sơn còn tư vấn thêm về máy đo huyết áp, máy trợ thính, máy xông mũi họng và nhiều thiết bị y tế hàng chính hãng mà có mặt tại Việt Nam ha, những hàng uy tín nhất. Rồi chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.